Rồi ok, chào cả nhà. Thì ở cái video trước mình đã chia sẻ về cái vấn đề là hướng dẫn mọi người về cách tạo tài khoản Grab đặt xe và cái quy trình Grab cũng như là Grab Grab Car. Thì video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục về cái vấn đề đó là chia sẻ cho mọi người về cái cách mà đặt Grab giao hàng ha. Thì cái cách giao hàng này nó cũng khá là quan trọng vì ở trong Grab giao hàng này nó cũng có nhiều cái loại dịch vụ. Như là giao hàng 2 chiều nè, chiều đi chiều về, rồi giao hàng 4 giờ siêu rẻ, hay là giao hàng cỡ lớn, hoặc là giao hàng ứng tiền code, vân vân ha. Thì một cái lưu ý nhỏ mình muốn gửi đến tất cả mọi người là một cái vấn đề này mình nghĩ là sẽ đã xảy ra rất là nhiều, và anh em tài xế cũng cảm thấy rất là khó chịu về cái vấn đề này. Và cái vấn đề này nó quan trọng như thế nào thì mọi người cùng nghe mình nói ha. Là trường hợp này nó sẽ xảy ra thường xuyên ở những vùng ngoài Sài Gòn như là Bình Dương, Đồng Nai, Long An, những vùng ngoài trung tâm á. Tức là mọi người sẽ sử dụng cái dịch vụ gọi là Grab bike hoặc là Grab bike giá rẻ đó, Grab bike tiết kiệm á. Mọi người đặt xong mọi người kêu tài xế là giao hàng đó. Thì cái vấn đề này nó sẽ rơi vào những trường hợp như sau. Thứ nhất, có thể là có một số khách hàng họ thấy đặt cái Grab giao hàng nó quá là phức tạp, nhiều thông tin, cho nên họ muốn nhanh gọn lẹ thì họ đặt cái Grab Bike. Ok, rồi khi tài xế đến thì họ nói sẽ hỗ trợ thêm tiền như này như nọ, thì họ đã biết cái giá của giao hàng và Grab Bike nó chênh lệch nhau nè. Ví dụ ở cái quãng đường ngắn thì nó có thể nó không không là bao nhiêu, nhưng mà quãng đường vài chục km thì đa số là ở vùng ngoài, nó đi về Sài Gòn sẽ vài chục km trở lên. Thì cái vấn đề này nó cũng gọi là tạm chấp nhận, nhưng mà nó sẽ liên quan đến vấn đề là khi mà anh chị đặt như vậy á, mà tài xế họ vẫn nhận luôn. Tại vì khi mà có đơn về Sài Gòn họ họ vẫn thích mà, họ vẫn nhận luôn, thì vẫn lấy đơn đó đi và anh chị vẫn hỗ trợ cái số tiền cho nó đúng giá cước. Khi mà đi trong quá trình đi á, cái hàng hóa của anh chị nó bị mất hoặc là nó bị hư hao như này như nọ, thì khi mà anh chị phản hồi bên Grab thì sẽ không có được hỗ trợ về bồi hoàn sản phẩm này nọ ha. Vì khi mà anh chị đặt Grab bay á, thì chỉ liên quan đến Grab bay cho người thôi, chứ nó không liên quan đến hàng hóa, cho nên là hàng hóa của anh chị nó bị vấn đề gì thì nó sẽ không có chịu trách nhiệm đó. Nó về vấn đề bảo hiểm hàng hóa cho anh chị ha. Và tài xế cũng vậy, nếu mà tài xế mà nhận cái đơn đó đi, khi mà tài xế họ xảy ra cái sự cố này kia trên chiếc xe thì có thể gặp cái sự không hỗ trợ, tại vì anh chị chạy sai cái dịch vụ, chạy sai dịch vụ thì nó cũng sẽ không giải quyết những cái vấn đề liên quan như là bảo hiểm này nọ ha. Còn cái điểm thứ hai là ví dụ như một số anh chị là biết cái giá đó nó sẽ rẻ hơn gấp bay, mình biết chắc luôn, đã một số người đã sử dụng cái loại dịch vụ như này, tức là anh chị ở ở xa đúng không, ở xa anh chị đặt đi về đó, anh chị biết cái tình thế tài xế là đi xa có đơn về là thích đúng không, thì anh chị đặt gấp bay mà anh chị sẽ giao hàng đó. Khi mà đến nơi thì anh chị lại nói là cái này nó nhỏ gọn mà đó, nó đâu có gì đâu, nên là đặt giao hàng luôn, nó đường nào cũng đi về Sài Gòn, nó giống như là anh chị đã vô cái thế là ép tài xế là anh phải nhận đơn này đi giá rẻ hơn. Thì nó sẽ rơi vào 2 trường hợp như sau. Ví dụ tài xế họ chấp nhận cái đơn này, họ tài xế họ chấp nhận nhận cái đơn hàng của anh chị đi đi về Sài Gòn lại luôn và lấy theo đúng cái giá luôn, tại vì anh chị đang ép người ta mà chạy luôn, thì vẫn như là cái nội dung ban đầu là về vấn đề mắc hư hao này kia thì Grab sẽ không chịu trách nhiệm ha. Còn nếu mà trường hợp nó xấu hơn, tức là trong quá trình giao nhận hàng thì anh chị và tài xế có xảy ra mâu thuẫn về cãi vã giá cước hay là đặt sai dịch vụ này nọ, thì khi mà anh chị đưa hàng đó cho tài xế nha, nếu mà tài xế họ 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 cọc tính, họ 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 ức chế, họ khó chịu, là có thể cái đơn hàng đó anh chị sẽ không không được đi giao luôn nha. Có thể là tài xế người ta cầm đơn hàng của bạn đó rồi xong người ta hủy đơn, người ta cho phép người ta hủy đơn, người ta bỏ cái đơn hàng của bạn, người ta bỏ cái giấy tờ hay là hàng hóa của bạn ở một vị trí nào đó. Thì khi mà bạn mà có thông tin tài xế bạn liên lạc lại á, thì bạn chỉ việc là xin họ lại giấy tờ đó, hay là bạn bỏ đâu đem ta đến ta lụm lại thôi, tại vì nó không có liên quan nữa. Khi mà ok tài xế hủy thì khi mà tổng đài có hỏi đi chăng nữa thì người ta cũng nói đặt sai dịch vụ thì người ta hủy thế thôi, đâu có liên quan gì hàng hóa đâu, tại vì bạn đặt Grabbike mà. Cái vấn đề mình nói ở đây đã xảy ra rồi nha, đã có mình đi đã có những anh em tài xế chia sẻ cho mình rồi, có những người họ rất là ức chế về cái gì khách họ họ rất là key bo này nọ, họ tính từng tí để mà trên lời cái đồng tiền đó đó, cho nên họ họ ức chế, họ làm luôn, họ giục bỏ giấy tờ luôn. Cho nên là anh chị cố gắng là đặt xe mình đặt đúng cái loại dịch vụ nha, để hưởng những cái chế độ của Grab cũng như là để công bằng cho tài xế về giá tiền, cũng như là có một số anh em tài xế họ hoạt động chuyên về giao hàng thôi,
Nhưng mà ví dụ họ lỡ đi xa rồi mà anh chị cứ đặt gấp ba như vậy thì họ đâu có thể nào nhận đơn được về đâu. Nó thì nó hơi bất công như mình xế, cho nên là mình cứ cứ đặt đúng loại dịch vụ đi ha. Mình đừng có sợ rẻ hơn một tí này kia rồi bắt đầu là nó phát sinh nhiều vấn đề ha. Còn nếu vấn đề mình không biết này kia thì ok, thì tài xế người ta vẫn hướng dẫn bạn là sau này đặt lại như thế này nhỏ ha. Còn bạn cố tình thì nó là ở một cái câu chuyện khác nha. Thì cái lưu ý này nó rất là quan trọng, mình muốn nói cho mọi người để mà khi có sử dụng dịch vụ app xe công nghệ, đặc biệt là Grab đó, thì mọi người lưu ý ha. Số tiền nó không đáng bao nhiêu nhưng mà nó sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề đó, anh chị lưu ý. Ok ha, thì mình sẽ vô luôn vấn đề ngày hôm nay nha. Mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đặt xe ha. Ok, thì vẫn mở lên cái app ha, app Grab lên. Rồi, thì vẫn là giao diện cũ, kế bên xe máy là chỗ giao hàng, anh chị bấm vô ha. Rồi, anh chị bấm vô cái chỗ giao hàng ha. Ok, bấm chỗ giao hàng. Rồi thì đối với các mới thì nó chọn là cá nhân, gia đình hay công ty hay bán hàng gì nè. Mình có thể bỏ qua là mình chọn cũng được, mình chọn cá nhân cũng được ha. Ok. Rồi thì nó vẫn là như cái app giao diện của app đặt xe thôi, vẫn là cái mục này, cái mục vị trí đất giao hiện tại của mình và cái nó hỏi là mình giao đến đâu, mình bấm vô chọn đây giao đến đâu ha. Ok, vị trí giao đến đâu thì mình sẽ ví dụ, mình ví dụ một quãng đường dài đi để cho anh em thấy cái nè. Ví dụ mình nói mình giao đi sân bay Tân Sơn Nhất đi ha. Ồ, anh chị thấy giá giao hàng là 120.000 đúng không? Mình trở ra mình coi lại thử gấp ba cái nha. Ok, mình coi xe máy nè. Đó anh chị thấy không? Xe máy thì nó chỉ có 88.000 thôi, nó chênh lệch 20 mấy nghìn đối với quãng đường tầm 20 cây số rồi đó. Đó cho nên là nhiều người họ thấy giá nó chênh lệch, họ đặt sai là như vậy. Rất là nhiều, thật sự rất là nhiều luôn mọi người. Cho nên mình cố gắng đặt đúng đi. Tại vì giao hàng thì anh em tài xế người ta phải ký quỹ tiền mua đó nữa. Mặc dù là hàng có lớn có nhỏ này kia nhưng mà mỗi cái dịch vụ đều nó có một cái quy định riêng của bên Grab ha. Đó, thấy chênh lệch không? Ok, mình thử lại ha. Về sân bay Tân Sơn Nhất nè, thì ở đây nó sẽ hiện lên đầu tiên là chỉ có siêu tốc thôi, tại vì cái khu vực này nó không áp dụng 4 giờ siêu rẻ đó, hoặc là dịch vụ tiết kiệm. Ví dụ như nó có thì nó sẽ hiện lên 4 giờ siêu rẻ, thì anh chị ở Sài Gòn đã quen rồi đúng không, thì đặt 4 giờ siêu rẻ. 4 giờ siêu rẻ thì tất nhiên là ở trong 4 giờ đó thì tài xế người ta sẽ giao dòng đơn hàng cho bạn. Tại vì ví dụ như quãng đường này là 120.000 đi, thì 4 giờ siêu rẻ nó chỉ còn khoảng 1 phần 3 thôi, còn khoảng 40.000 thôi. Thì nhưng mà nó giao thời gian nó chậm hơn. Cái này đa số những người bán hàng họ sẽ hay sử dụng, nhưng mà anh chị nhớ là hàng 4 giờ siêu rẻ anh chị đặt hàng nhỏ nhỏ thôi nha, hàng 30 nhân 30 nhân 30 thôi, đừng hàng lớn quá thì tài xế sẽ không chở được, tại vì người ta lấy tới 7 điểm, 7 điểm người ta nhận 7 điểm, người ta đi chơi 7 điểm đó, cho nên là nó vừa lâu mà nó vừa nhiều, cho nên là hàng lớn thì sẽ rất là khó để cho người ta ha. Rồi ok, thì mình sẽ chọn loại dịch vụ vô ha. Rồi sau khi mình chọn loại dịch vụ thì nó sẽ hiện ra dưới này, kéo xuống nha anh chị, kéo xuống nha, nó có đề chữ là dấu cộng nè, thu hộ code nè, hoặc là giao hàng tận tay nè, hàng ba gác bao giờ hàng, hàng cỡ lớn đó. Thì nếu mà bình thường á, nếu mà bình thường mà không có vấn đề gì anh chị bấm vô trong nè, lấy đơn hàng ngay trong 15 phút nè. Ok, nếu mà bình thường không có mấy cái áp dụng ở dưới, anh chị bấm thêm thông tin người nhận vô là được nha, ghi hộ ghi chú này vô thôi. Ví dụ anh chị ghi là cổng cổng đón trả khách ví dụ vậy ha, hoặc là nếu mà công ty như thế nào thì tầng mấy thì mình ghi chú này vô đó, mình ghi ví dụ ha, ghi ví dụ. Rồi ở đây chị là ghi tên, mình cho phép để chị gặp cái ha. Ok, mình ghi tên người nhận nè, ví dụ như là tên khách tên gì, hoặc là mình ghi tên người nhận đúng tên vô để khi người ta gọi điện vô cái số người nhận á thì người ta nói đúng cái tên để mà xác nhận vấn đề cho nó dễ ha. Thì mình demo là mình ghi tên của mình vô thử thôi. Ok, mình ghi tên mình ha, rồi mình ghi số điện thoại nè, đó, số điện thoại người nhận nha, rồi mình ghi dấu tờ tài xế. À, ví dụ như là những cái chung cư thì lốc A lốc B lốc C gì đó, hoặc là nhà số mấy gì, nó không bắt được khách thì mình ghi chú nó lại đây, mình nói lại đây cái thông tin cụ thể cho tài xế ha. Đó, rồi mình bấm xác nhận thôi nè. Rồi cửa hàng mình cứ ghi là bình thường thôi, mình chọn dưới đây một phẩm mình ghi là hàng quần áo đi. Đó. Rồi ví dụ như thêm hình ảnh nè, khi mình ảnh này thì anh chị chọn cái kg này ghi chỉ 1 kg nè, anh chị ghi 1 kg ở đây, chỗ kg chị ghi 1 kg, xong rồi quần áo thôi anh chị bấm xác nhận thôi. Nó ra giá tiền 120.000 này, anh chị kiểm tra đơn hàng được chưa. Là nếu mà không có hàng cái lớn không có thu hộ thì anh chị bấm bắt giao hàng luôn, còn nếu mà có thu hộ thì ở đây bấm vô chỗ đây thu hộ code, thì cái thu hộ code này nó sẽ như thế nào,
Ví dụ như anh chị muốn ứng tiền nó 1 triệu nhưng mà ở bên người kia trả ship, ở bên người nhận trả ship thì anh chị có thể là biết cái giá đơn hàng này là 1 triệu 120 ngàn đúng không, anh chị bấm 1 triệu 120 ngàn luôn, hoặc anh thể cũng có thể anh chị có thể là bấm 1 triệu, anh chị phải bấm code khi mà muốn ứng tiền nha, chứ không đặt code mà tới anh chị người tài xế ứng tiền người ta sẽ không cho ứng nha, tại vì nó sẽ phát sinh vấn đề gọi là lừa đảo này kia. Rồi bấm thêm 1 triệu ha, nó cao hơn có bao nhiêu tiền nữa, nó cao hơn có mấy nghìn nè. Thì ví dụ như anh chị bấm có 1 triệu mà anh chị vẫn muốn nhận đủ 1 triệu luôn mà qua bên kia người ta trả ship á, thì khi tài xế đến thì mình nói là vẫn ứng 1 triệu, rồi qua bên kia mình thu tài xế người ta sẽ tự động thu thêm 125 nghìn nữa là 1 triệu 125 nghìn thôi ha, tại vì khi mà anh chị đặt á, thì nó sẽ mặc định nó sẽ trừ cái số tiền cước phí xe ra lại thì còn có khoảng 800 mấy thôi, 875 thôi. Đó, ví dụ vậy thì mình muốn nhận đủ 1 triệu thì mình nói tài xế để người ta ghi nhận thông tin. Rồi nếu mà hàng của anh chị nó cồng kềnh nó lớn, tức là nó quá khổ trên lên đến là 40 50 kg, hoặc là chiều dài của nó quá dài 60 x 70 x 60 nè, thì anh chị chọn vô cái nữa ha. Đó, thì giá tiền lại tăng lên chút xíu, nó là phải đúng quy định nha. Chứ khi mà mình đặt cái hàng mà mini mà mình đặt hàng mình cỡ lớn mà mình không có đặt hàng cái gói cỡ lớn mà tới tài xế người ta sẽ rất là khó chở đó. Ok thì nó chỉ là như thế thôi. Còn phí cái vấn đề mà thanh toán này thì đã nói rồi ở video trước rồi, thì mình cứ chọn vô tiền mặt hay là trả thẻ hay Momo Zalo vậy, mình chọn vô cái đó và mình xác nhận thôi. Còn cái khuyến mãi thì mình có thể chọn vô một số một khuyến mãi mà của mình được áp dụng thì mình áp dụng vô ha, còn cái nào không có thì thôi. Và mình bấm giữ mà đặt đơn, đặt viên giao đơn là tài xế người ta sẽ tự đến, đã có số điện thoại người nhận người gửi thì người ta sẽ tự tự liên lạc, người ta đưa hàng cho mình thôi ha. Thì khi mà đặt xong á, hình như mình nhớ là khi mà anh chị đặt xong á, anh chị muốn thêm cái điểm giao hàng, tức là gấp quay đầu luôn, mình đặt đi 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 về luôn á. Rồi ok ha, thì vừa rồi là cái nội dung mình chia sẻ cho mọi người về vấn đề đặt xe giao hàng. Thì cái lưu ý quan trọng là vẫn nhắc đến mọi người đó là cứ đặt đúng nghiệp vụ ha, để những cái quy trình nó diễn ra được suôn sẻ ha. Nói chung là cũng chia sẻ để cho anh chị em nào muốn sử dụng dịch vụ đặt giao hàng này kia thì anh chị đặt thôi ha. Mình vẫn giống như áp dụng như của Grabbuy được, là mình có thể nhập cái vị trí mình, tức là mình là người nhận mà mình đặt luôn đó, thì mình nhập cái địa chỉ ở bên người gửi, xong rồi chọn cái điểm đến là ở phía trước mình, thì người ta cũng sẽ tự biết là tự tự book về cho mình thôi, mình có thể tự đưa số điện thoại của mình. Nói chung là đến nơi thì khách tài xế người ta liên lạc mình rồi mình kêu người kia đem hàng ra thôi, ví dụ như vậy cũng rất là dễ ha. Đó, thì video mình cũng chia sẻ đến đây để mà chia sẻ cho anh chị em nào chưa có biết muốn đặt giao hàng này kia thì anh chị có thể tham khảo ha. Rồi ok, thì video sẽ kết thúc tại đây ha. Cảm ơn cả nhà đã xem video, và nếu mà yêu thương thì